Bị cấn trừ lãi, chịu mọi chi phí khi vay tiền ông Trần Quý Thanh rồi mất trắng tài sản. Thưa quý vị và các bạn, sau khi làm hợp đồng giả cách chuyển tài sản cho phía ông Trần Quý Thanh để vay tiền, người vay bị cấn trừ 3 tháng tiền lãi và chịu mọi chi phí giao dịch. Đến khi người vay chuộc tài sản thì bị gây khó dễ nhằm chiếm đoạt. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố ông Trần Quý Thanh, cựu giám đốc công ty Tân Hiệp Phát cùng hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích ra trước Tòa án Nhân dân TP.HCM để xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Trần Quý Thanh và hai con gái bị cáo buộc cho 4 cá nhân vay tiền thông qua hợp đồng giả cách chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay, rồi sau đó viện ra các lý do để không trả lại tài sản. Theo cơ quan điều tra, tổng giá trị chiếm đoạt của các bị can được xác định là hơn 1.000 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án thể hiện cả 4 người có nhu cầu vay mượn tiền từ ông Trần Quý Thanh đều phải thông qua môi giới mới có thể trực tiếp trao đổi với ông Thanh. Để được vay tiền, người vay phải chấp nhận làm theo luật mà ông Trần Quý Thanh đặt ra, cụ thể tài sản đảm bảo cho khoản vay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cổ phần dự án phải được công chứng chuyển nhượng từ chủ sở hữu sang tên của bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích hoặc công ty thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát. Ông Thanh còn đặt ra mức lãi suất quy định là 3% một tháng. Khi nhận tiền sẽ cắt lãi luôn 3 tháng đầu, kèm với đó là mức phạt nếu đóng lãi chậm. Ngoài ra, người vay còn phải chịu phí môi giới từ 3% đến 6% tổng tiền vay và toàn bộ các khoản thuế phí liên quan đến thủ tục chuyển nhượng tài sản. Luật mà ông Trần Quý Thanh đặt ra đẩy những người đang cần vay nguồn tiền lớn vào thế bắt buộc phải chấp nhận. Như trường hợp của bị hại Lâm Sơn Hoàng, quận Phú Nhuận dùng 4 thửa đất để vay 115 tỷ đồng nhưng số tiền thực nhận chỉ là 104 tỷ đồng. Đến hạn trả nợ nhưng ông Hoàng chưa có đủ tiền nên tiếp tục xin đóng lãi. Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, ông Hoàng đóng cho ông Thanh tổng cộng là 41 tỷ đồng tiền lãi. Từ cuối tháng 10 năm 2020, ông Hoàng xin trả nợ gốc lẫn lãi, thì Trần Quý Thanh ra điều kiện đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. Ông Hoàng phải trả 154 tỷ đồng, bao gồm lãi phạt là 39 tỷ đồng. Tuy nhiên đến ngày 11 tháng 11 năm 2020, ông Hoàng mới chuẩn bị đủ 154 tỷ đồng để trả nợ, thì Trần Quý Thanh viện cớ quá hạn trễ 3 ngày nên không cho chuộc lại 4 thửa đất. Theo kết luận giám định, thời điểm ông Hoàng mất quyền mua lại 4 thửa đất trên có giá trị lên đến 195 tỷ đồng. Đối với trường hợp của bị hại Nguyễn Huy Đông, ngụ quận 3, dùng 2 thửa đất để vay 80 tỷ đồng nhằm trả khoản nợ tại ngân hàng 67 tỷ đồng, thực tế chỉ nhận được từ phía ông Trần Quý Thanh là 1,2 tỷ đồng. Theo hồ sơ năm 2017, ông Nguyễn Huy Đông thế chấp 2 thửa đất cho một ngân hàng để lấy 59 tỷ đồng. Đến tháng 1 năm 2019, ông Đông cần vay 67 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng thì được môi giới giới thiệu với ông Trần Quý Thanh. Sau khi xem giấy tờ pháp lý, phía ông Thanh đồng ý cho vay 80 tỷ đồng. Ông Đông đề nghị vay 90 tỷ với điều kiện làm hợp đồng chuyển nhượng giả cách. Sau khi thống nhất, đầu tháng 2 năm 2019, ông Đông thực hiện giải chấp khoản vay 67 tỷ đồng, rồi sau đó làm hợp đồng giả cách chuyển nhượng lại cho bà Uyên Phương. Ngày 18 tháng 2 năm 2019, ông Đông được Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Bình Tân gọi xác minh việc thay đổi tên người sử dụng đất sang bà Trần Uyên Phương, thì ông Đông nhiều lần liên lạc Phương nhưng không được, do đó ông Đông đề nghị dừng việc thay đổi tên sở hữu hai thửa đất. Sau đó ông Đông đến công ty Tân Hiệp Phát tìm gặp ông Trần Quý Thanh xin trả 80 tỷ đồng để chuộc lại hai thửa đất, thì phía Tân Hiệp Phát yêu cầu ông phải đóng 95 tỷ đồng. Ông Đông nhắn tin xin giảm bớt nhưng Trần Quý Thanh không trả lời. Sau đó bà Trần Uyên Phương khởi kiện ông Đông tranh chấp hai thửa đất trên và được Tòa án Nhân dân quận 3 tuyên thắng kiện. Đầu năm 2024, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử tái thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm này. Giá trị của hai thửa đất trên được định giá gần 119 tỷ đồng. Hay như trường hợp của bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công ty Kim Oanh Đồng Nai, ngay khi nhận được tiền vay thì phải đóng ngay 31,5 tỷ đồng tiền lãi 3 tháng đầu và trả phí môi giới hơn 20 tỷ đồng. Khởi tố doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm là một bước tiến bảo vệ người lao động. Thưa quý vị và các bạn, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an cung cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Thuận Thông về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tin không vui, song đây là bước tiến đáng mừng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công nhân, người lao động. Công ty Thuận Thông đóng tại phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Giám đốc là ông Đặng Gia Lương, sinh năm 1981.
trú tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động đại lý, môi giới, đấu giá, bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác, sản xuất hàng may sẵn trừ trang phục. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 5 năm 2019, công ty Thuận Thông đã bị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 150 triệu đồng. Sau khi bị xử phạt từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2019, công ty tiếp tục có hành vi không đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội với số tiền là 400 triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa điều tra làm rõ để xử lý. Việc các doanh nghiệp nợ lương, nợ các loại bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp không hiếm. Ngược lại, đây là vấn nạn xảy ra ở nhiều khu công nghiệp, tại nhiều địa phương trên cả nước. Tuy vậy, ngoài việc doanh nghiệp nợ lương và các loại bảo hiểm do làm ăn khó khăn, đứt gãy sản xuất do bất khả kháng thì đang tồn tại thực trạng trốn nợ, trốn đóng bảo hiểm khá phổ biến. Doanh nghiệp nợ, trốn đóng các loại bảo hiểm, sau người lao động gần như không biết, không có thông tin. Chỉ đến khi tranh chấp lao động, bị nghỉ việc, mất việc, khi thai sản, ốm đau hoặc công ty giải thể thì mới vỡ lẽ. Lúc này đi đòi nợ gần như bất khả thi. Thời gian gần đây, với sự quan tâm kỹ lưỡng của tổ chức công đoàn thì sự việc mới được phát hiện sớm. Đã có rất nhiều trường hợp người lao động ủy quyền cho tổ chức công đoàn kiện chủ doanh nghiệp ra tòa. Nhưng kể cả khi thắng kiện thì việc đòi nợ bảo hiểm cũng không hề dễ. Bao nhiêu thua thiệt dồn lên vai công nhân lao động, vốn đã rất nghèo khó. Phần lớn công nhân lao động luôn xem công ty là nhà, là gia đình. Bởi với họ, đó không chỉ là nơi làm việc, kiếm thu nhập mà còn gắn bó cả đời. Nhiều trường hợp cả vợ lẫn chồng, anh chị em, họ hàng cùng làm tại nhà máy, xí nghiệp. Vì vậy họ luôn đồng hành, sẵn lòng chia sẻ với chủ doanh nghiệp khi khó khăn, bất khả kháng mà nợ. Tuy vậy, với các trường hợp cố tình nợ, trốn đóng bảo hiểm cho công nhân lao động thì không thể tha thứ. Kiện chủ doanh nghiệp nợ bảo hiểm ra tòa là một ứng xử công bằng, văn minh. Luật quy định rõ, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm 2 tháng sẽ bị nhắc nhở. Chậm 3 tháng có thể bị thanh tra, xử phạt hành chính. Công ty Thuận Thông trốn bảo hiểm lâu năm, từng bị nhắc nhở, xử phạt mà vẫn không chấp hành thì khó chấp nhận. Đây là vụ khởi tố hình sự một pháp nhân đầu tiên ở Phú Yên kể từ khi Bộ Luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực. Dù là một tin không vui nhưng đáng mừng. Mừng vì đây sẽ là bài học cho nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Mừng vì bước tiến mới trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công nhân, người lao động. Làm bì đỏ trên đất người khác, cả dân lẫn cán bộ bị khởi tố. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù biết là đất của người khác, nhưng Nguyễn Hữu Vương, con Tum, đã hối lộ cho cán bộ địa chính để làm bìa đỏ. Vụ việc bại lộ, cả hai đều bị khởi tố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thu Ba, sinh năm 1990, trú tại thôn 8, xã Đắc Ui, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, về hành vi nhận hối lộ. Ba là cán bộ địa chính xã Ngốc Oang, huyện Đắc Hà. Cơ quan Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Hữu Vương, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố 1, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, về hành vi đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, sau khi phát hiện Nguyễn Hữu Vương làm thủ tục cấp bìa đỏ trên đất của người khác rồi cầm cố ngân hàng để vay tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Vương về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến một số cán bộ trong lĩnh vực quản lý đất đai nên đã mở rộng điều tra vụ án. Công an tỉnh Kon Tum xác định từ năm 2021 đến năm 2022, do làm công việc mua bán đất nên Nguyễn Hữu Vương nắm được thông tin về các thửa đất tại thôn Kon Gu 2, xã Ngốc Oang, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Trong đó, Vương biết có một thửa đất diện tích khoảng 5 hectare thuộc quyền sở hữu của người khác. Vào tháng 6 năm 2022, do cần tiền để trả nợ nên Vương đã liên hệ với Bùi Thu Ba, cán bộ địa chính xã Ngốc Oang, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, đề nghị làm giúp thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này. Quá trình làm việc, bà cho biết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên rất phức tạp. Muốn có bìa đỏ thì phải đưa cho bà 30 triệu đồng một hectare. Vì cần tiền nên Nguyễn Hữu Vương đã đưa cho Bùi Thu Ba số tiền 90 triệu đồng để được bà hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 6 tháng chờ đợi, đến tháng 12 năm 2022, Vương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên. Sau khi công việc hoàn thành, Vương đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thế chấp tại một ngân hàng đóng trên địa bàn để vay số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Được biết, thửa đất này thuộc quyền sở hữu của 3 hộ gia đình khác, sử dụng liên tục từ trước năm 2011 đến nay.